Những sự kiện gây chấn động thị trường bất động sản năm 2022. 1. Chính phủ trình Quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi. Trong đó, ba nội dung được cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế đặc biệt quan tâm gồm quy định về thu hồi, trưng dụng đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 2. Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn. Bộ Xây dựng có đề xuất bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu đối với các loại nhà chung cư. Trong đó, một phương án là giữ nguyên theo quy định hiện hành là không quy định thời hạn sở hữu. Phương án còn lại được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật xây dựng. 3. Đánh thuế bất động sản thứ hai. Đề xuất thí điểm đánh thuế bất động sản thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh, việc đánh thuế giúp hạn chế đầu cơ bỏ hoang nhà đất trong dự án bất động sản, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Ngoài ra, khoản thuế này sẽ giúp thành phố có thêm nguồn thu ngân sách để tái đầu tư phát triển. Bộ Tài chính đang lên kế hoạch trong năm 2023 sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành luật thuế liên quan đến tài sản. 4. Doanh nghiệp bất động sản trong cơn đói vốn. Năm 2022, cơn khát vốn của doanh nghiệp ngày càng trầm trọng, nhà đầu tư mất niềm tin sau khi thị trường chứng khoán, trái phiếu gặp khó. Doanh nghiệp thiếu vốn, nhiều dự án đình trệ, nhiều doanh nghiệp buộc phải cân nhắc nhiều giải pháp để tồn tại. 5. Loạt lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản bị khởi tố, bắt tạm giam. Tháng 3, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Đầu tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018 đến 2019. 6. Doanh nghiệp địa ốc chạy đua mua trái phiếu trước hạn. Thời điểm cuối năm, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản chạy đua để mua lại các lô trái phiếu đã phát hành, dù nhiều đợt phát hành vừa được thực hiện. 7. Bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm. Vụ việc bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận trong những tháng đầu năm 2022. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có tâm thư xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất đã trúng thầu. Trước đó, sau Tân Hoàng Minh, ba doanh nghiệp còn lại đều bỏ cọc sau nhiều lần cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ sau khi chúng đấu giá.